là người xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn trân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Ê, từ 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 từ, tới liền đây. Ai vậy, ai vậy, ai vậy? Trời đất ơi, bữa nay dám dắt cái mặt tới đây hả? Ai cho mày tới đây vậy hả? Chị cho em gặp Hường một lần nữa đi chị. Không có Hường với Hồng gì hết trơn mày. Đi mày, biến. Thôi mà chị, em biết em lần đầu em gặp em sai rồi. Bây giờ chị cho em cơ hội nữa đi chị. Cho mày cơ hội ha. Cơ hội nha, đợi tao. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Đi mày, đi mày. Bây giờ dù cho chị có lấy chổi gì đánh em cũng không đi nữa. Em đợi Hường ra, chừng nào em gặp được Hường em mới đi. Mày lì quá ha. Bây giờ lấy chổi đánh mày phải không? Được rồi, mày muốn tao đánh mày phải không? Ây da, ây da, ây da. Chị ơi, chị ơi, ây da, chị ơi, chị ơi, ây da, ây da. Đi, chị, đừng có đánh nữa mà. Hường. Cái gì vậy? Tối nay làm cái gì? Ông, đuổi nó đi đi. Hường, anh biết là anh sai tại vì anh có vợ. Nhưng mà bây giờ anh bỏ vợ anh rồi. Thiệt không? Thiệt. Anh bỏ vợ rồi hả? Anh bỏ vợ rồi. Bỏ vợ thì sao? Ngu à. Anh bỏ vợ rồi. Bỏ kệ nó. Ế nó có còn có cái giá của Ế nghe chưa? Đừng có ngu nghe chưa, nghe lời nó hả? Mày vừa bỏ vợ kệ mày, mày không được quen với em gái tao. Rồi, đúng rồi. Phải có cái giá của nó chứ. Giờ anh muốn cái gì anh nói đi. Nói đi. Từ từ, để coi anh giải thích làm sao. Con này xuống nó mê trai quá à. Chị. Hơn. Ha, không có pha chế gì hết trơn á. Anh biết là lần đầu gặp em anh sai. Nhưng mà bây giờ á, anh sửa đổi rồi. Anh không cần em phải chấp nhận anh liền đâu. Bây giờ á, anh nè, người đàn ông đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, gia dấp phải nhiều đắng cay. Anh hứa là sẽ trân trọng và yêu thương em hơn mà Hường. Ủa em này, chấp nhận anh nha Hường. Này học tuồng dữ quá ha. Nói nhuyễn ghê luôn vậy. Mày định lường gạt em tao hả mày? Khó lắm cưng. Đừng có nghe lời nó. Không có khóc lóc gì hết trơn á. Hường, bây giờ mày có chịu đi không? Tao hỏi lần cuối mày có chịu đi không? Hay là mày đợi tao vô nhà lấy dao tao đâm mày? Chị, giờ chị có đâm em đi em cũng không đi nữa. Hường tha thứ cho em mới đi. À, nghĩa là đâm mày vẫn đứng đây đúng không? Đợi tao. Chuyện nhỏ. Tao đã đi đi cho chị tự mình tin. Đi đi hả? Trời ơi, mày muốn ra chị. Ôi giời. Chị. Ôi, chị đó. Buông ra coi. Nó đi rồi thấy chưa? Rồi. Rồi coi như xong. Nó đi rồi. Bỏ qua. Không đánh nó nữa ha. Chị. Ba. Chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên. Hương, tôi đây nói chị nghe coi chuyện gì xảy ra vậy dì Hương. Em khổ quá. Chuyện gì vậy nói chị nghe coi. Lúc á thì không có người yêu. Ờ. Lúc có người yêu rồi thì bị cấm, bị cản. Rồi người yêu thì có vợ. Bây giờ anh nói á là anh bỏ vợ rồi. Ừ. Anh muốn giải thích. Ừ. Mà chị Dân không có cho giải thích. Rồi đuổi người ta đi luôn rồi. Trời ơi, cái bà Dân này một con kỳ thiệt. Em cũng gần 40 tuổi chứ có ít ỏi gì đâu mà không biết phân biệt trắng đen phải không? Đó. Theo chị nghĩ là mình nên cho người ta cơ hội. Đồng nghĩa là cho mình cơ hội đó. Chị nói đúng. Ừ. Cho người ta cơ hội có nghĩa là cho mình một cơ hội. Đúng. Lúc nãy á, em nhìn vào ánh mắt của Pha, em thấy cái sự chân thành dữ lắm. Em tin. Em tin phải không? Đúng. Nếu em tin thì tại sao chị lại không tin? Ký đi. Bản cam kết không lừa dối. Ừ, Hường chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ ký thì Khoa không ký. Ôi. Vân tay luôn.
Rồi, Hường tin Tha đó. Tha đúng là người đàn ông của Hường. Cảm ơn Hường. Nhà có khách hả cưng? À, dạ. À, chị, đây là anh Peter. Anh Peter là bạn của em ở bên nước ngoài mới về á chị. À vậy dạ, hả? Peter. Đúng rồi, em chào chị. Em là Peter. Em là bạn của Hường ở bên Mỹ mới về. Bạn hả? Dạ. Hình như là chị gặp nãy đâu á. Sao chị? Thấy quen quá trời luôn. Quen đâu quen chị, lạ quá à. Ôi rồi, chị thấy em quen là đúng rồi. Em đấy, em là bạn của Hường cái thời mà em với Hường học chung cấp 1. Cấp 1 đúng không nào? Ủa dạ. Nãy em nói Việt Kiều mà sao giờ ra tới Hà Nội vậy? Nói chung là bạn hồi cấp 1 của em á chị. À, cái bạn hồi cấp 1 mà cưng dắt về nhà rồi dành chơi búp bê với cưng á hả? Dạ, vậy là chị biết là bạn của em đó chị. Thôi bây giờ mình xong việc rồi đi về. Em chào chị, em chào chị, em về. Trời ơi là trời hả? Cậu gan quá ha. Dám giả Việt Kiều vô tận ổ nhà tôi luôn hả? Bây giờ cậu muốn cái gì nữa? Lần trước là tôi lấy chổi tôi đánh cậu, cậu chạy mất dép. Rồi bây giờ cậu tới đây cậu làm gì nữa? Biến khỏi nhà tôi. Chị Hoa ơi, chị Hoa. Có chị đây. Chị đã biết rõ sự việc rồi, đừng nói nữa. Em à, nếu như mình đây xua đuổi em thì qua nhà chị đi, làm em của chị đi. Trời đất ơi, nghĩ sao người ta gần 40 tuổi rồi hả, còn cấm cản người ta, không cho người ta yêu đương gì hết trơn á. Trời, gì cái bà đi. Kìa mày rảnh quá, đứng lại. Nó là em của tôi thì nó phải nghe lời tôi, hiểu chưa? Trời đất ơi, là em bà sao tạo bà bóng thương nó gì hết trơn vậy? Đúng rồi, em là em của chị á, mà chị có thương em đâu. Cậu ơi, chị sợ em bị vũ mà. Vũ cái gì? Chị không thấy hả? Người ta hy sinh quá trời vì em kìa. Anh có hỏi đâu mà anh phải đổi tóc giả nguyên một ngày nè. Chị không thấy thương người ta hả? Đổi tóc giả đực lắm chị biết không? Hầm lắm, nhiều khi bị ghẻ nữa đó. Thôi bà nín đi bà. Bà nói quá, đổi tóc giả bị ghẻ. Chứ gì nữa? Đi đổi thử coi có bị ghẻ không. Chị Vân. Không có Vân gì hết á. Bây giờ em phải làm sao chị mới chấp nhận được em đây? Hay là bây giờ em quỳ xuống đây em lại chị nha chị. Chị muốn em lại chị bao nhiêu cái? Em đoán chị. Trời ơi, dạ, cái gì vậy? Chị em chết. Bây giờ đôi ngà âm dương chia lìa. Con mẹ kìa. Hả? Nó chết rồi nào mà chia lìa? Này tới sống mà. Tới sống cái gì? Bà rảnh quá ha. Hai đứa này đứng lên cho tôi. Trời đất ơi, bà trù tôi chết hả? Đi ra khỏi nhà tôi đi. Chị, bây giờ em làm vậy chị còn không chấp nhận nữa. Hay là bây giờ em đặt đầu vô đây em chết chứ gì nữa. Thôi mà em. Mà chết đó, là Hường chết luôn nè. Trời ơi, tụi nhỏ yêu nhau như vậy mà bà không xúc động hay sao? Tôi không ngờ bà có một trái tim chai sạn như vậy. Bà không xúc động trước một tình yêu chân thật của người ta hay sao? Hả? Bà quá là người độc ác. Không thèm nữa, về nhà chị ở đi. Hường. Ừ. Không có đi đâu hết á. Hoa nghĩ là nếu chị Hai không chấp nhận á thì mình chia tay đi. Ba, tại sao vậy? Không có Hoa thì Hường cũng còn biết bao nhiêu người đàn ông khác. Còn chị Hai á thì chỉ có một mà. Tình yêu của tụi mình á làm sao mà bằng tình thân được. Tình thân mới là vĩnh cửu, vĩnh biệt hơn. Đứng lại, nghe tôi nói nè. Bây giờ tôi cho hai người một cơ hội đó. Yeah, kế của chị quả là